Ủy ban An toàn tiêu dùng của Mỹ CPSC vừa lên tiếng cảnh báo các gia đình cần cảnh giác với bếp núc trước thềm lễ tạ ơn. CPSC đã tổ chức một cuộc họp báo với thông điệp đưa ra là cẩn thận với bếp nếu không muốn gây ra thảm họa. Nguyên nhân đầu tiên gây cháy ở Mỹ chính là do sơ ý trong làm bếp. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải cảnh giác khi nấu ăn, hay ở trong bếp khi bạn đang đun nấu, mang gia đình bạn vào trong bếp và đừng lơ đãng khi nấu ăn. Vậy làm cách nào để đảm bảo an toàn? CPSC khuyên các đầu bếp trong mỗi gia đình không mặc những bộ đồ lòa xòa khi đứng gần bếp hay lò nướng, giữ cho trẻ ở xa khu vực nấu nướng và quay tay cầm của chảo vào phía trong để tránh làm đổ thức ăn nóng vào người. Mùa nghỉ lễ tạ ơn được xem là dịp tốt trong năm để nhắc nhở các gia đình cẩn thận và kiểm tra lại thiết bị báo cháy trong nhà mình.